Astray Gold Frame Amasumina là phiên bản được nâng cấp và sửa chữa hai lần của Astray Gold Frame. Sau tổn hại trong trận chiến với Astray Red Frame, Gold Frame được đem về sửa chữa và nâng cấp lần đầu tiên. Sự thay đổi có thể dễ dàng nhận thấy nhất trong mặt ngoại hình đó chính là bộ giáp trắng nguyên gốc đã được thay đổi bằng bộ giáp màu đen. Một con mắt Mono Eye được trang bị lên phần đầu như một bộ cảm biến phụ. Cánh tay bên phải của Goldframe cũng đã được thay đổi bằng cánh tay của Blitz Gundam, cho phép Goldframe có khả năng tàng hình trong khi chiến đấu giống như Gundam Blitz. Vũ khí cuối cùng được trang bị lên Goldframe trong lần sửa chữa đầu tiên đó chính là bộ Backpack, bao gồm hai bộ càng lớn có khả năng khống chế và hấp thụ năng lượng của Mobosuit đối thủ, và hai mũi lao nối với dây cáp cũng được dùng như một phương pháp để khống chế Mobosuit đối lập. Và sau lần nâng cấp đầu tiên, Astray Gold Frame được đổi tên thành Gold Frame Amatsu. Sau lần nâng cấp thứ hai, cũng chính là phiên bản hiện tại chúng ta đang review, có thể nói là không có quá nhiều thay đổi về mặt thiết kế trong lần nâng cấp thứ hai này. Phần lớn sự thay đổi được tập trung vào phần thân dưới. Giáp chân đã được thay đổi, không còn mang thiết kế nguyên gốc của dòng Astray. Hai bên hông được trang bị thêm hai thanh kiếm nhỏ có khả năng nối lại với nhau thành một thanh kiếm hai lưỡi. Tiếp theo là một bộ móng được trang bị ở bên cánh tay trái của Astray Gold Frame. Có khả năng thu lại khi không sử dụng. Móng vũ khí cuối cùng được trang bị vào cánh tay trái của Astray Gold Frame thay cho bộ móng, đó chính là một cây thương. Cây thương này cải thiện cho Astray Gold Frame không chỉ về mặt tấn công mà còn về phòng thủ. Ngoài việc có thể thay đổi chiều dài, mũi thương còn có thể tách ra làm đôi và tạo ra một tấm khiên năng lượng. Trước khi nêu cảm nhận của mình về nhược điểm của em Astray Gold Frame Amatsumina này thì mình xin nhắc với các bạn rằng ở phiên bản Daban này các bạn được tặng kèm theo một base được mô phỏng theo phong cách Metal Build. Base có thể thay đổi độ cao và độ nghiêng, và adapter được gắn vào mông của Astray Gold Frame. Khi nói về nhược điểm thì chúng ta có một vài điều cơ bản cần phải lưu ý. Đầu tiên thì đây là một sản phẩm đến từ bên thứ ba, hay chúng ta còn gọi thân mật đó là Bootleg, và cụ thể hãng thứ ba này đó chính là Daban. Và những ai thân quen với Daban vào những năm 2017-2018 trở về trước thì cũng đã biết chất lượng của những con hàng Daban vào thời điểm đấy như thế nào rồi. Lúc này Daban chỉ mới tập trung vào công đoạn cải thiện chất lượng nhựa và xử lý bề mặt nhựa, chứ vẫn chưa quá tập trung vào việc cải thiện công đoạn lắp ráp. Cho nên khi ráp Amatsumina này, các bạn sẽ tìm thấy một vài chỗ tương đối lỏng cần phải hỗ trợ thêm bằng 502 và một vài chỗ tương đối cứng cần phải mài bớt phần khớp đi. Đặc điểm thứ hai được xem như là một ưu điểm và cũng là một nhược điểm rất là lớn của em Amatsu Daban này. Như các bạn có thể thấy, phần frame đã được Daban mạ vàng. Chất lượng của màu vàng mạ này có thể nói là tương đối trung bình, không đạt được ngưỡng vàng gold coating như là của Bandai, nhưng vẫn đỡ hơn màu vàng sheet và màu vàng đặc mà chúng ta thường xuyên thấy từ những chai sơn ATM. Bình thường thì khi thiết kế runner cho một patch sẽ có khả năng được mạ vàng, Bandai thường xuyên tính toán đến việc undergaze trước patch đó để giảm bớt rủi ro về việc gãy. Nhưng mà rất tiếc là em Amatsumina này lại sử dụng chung khung frame với lại bọn Astray, cho nên là những phần cổng cắt nhựa được đặt ở những vị trí tương đối rất là dễ nhìn thấy. Cho nên là ngoài những chỗ được patch đen che đi thì các bạn vẫn sẽ tìm thấy gãy lãng vãng đâu đó trên thân hình của con Astray này. Khi nói về biên độ cử động, các bạn có đầu trên một khớp cầu và cổ trên một khớp gập, cho phép phần đầu có thể nhìn lên được như đây và nhìn xuống được như đây. Phần backpack được nối với lưng trên một khớp gập. Điểm nối hai móc với backpack có thể xoay và gập. Móc có thể dang rộng ra. Giáp ở đỉnh móc, thân móc và mũi lao có thể di chuyển. Thân móc có thể kéo dài ra và phần móc có thể thay đổi góc độ. Vai có thể đẩy tới, đẩy lui và đẩy lên, đẩy xuống. Giáp vai hai bên để có thể di chuyển tách biệt và có thể gập lên. Biến độ cử động của cả hai cánh tay thì tương đối giống nhau để có thể đẩy ra ngoài, để xoay, gập trên hai khớp. Cổ tay trên một khớp cầu. Phần bụng vì được nối cố định vào một chốt vàng cho nên là không thể gập tới, gập lui được. Nhưng mà bù lại các bạn vẫn có thể gập qua trái, gập qua phải và bụng có thể xoay. Váy trước và váy ngang đẩy lên, móc kiếm ở trên váy trên một khớp cầu. Và theo như đề xuất của chủ nhân Amastray này thì các bạn nên đặt ngang thanh kiếm này vào xong rồi quay 90 độ để hạn chế mòn hết mức có thể. Háng cố định, chân đá này soạt.
bắp chân xoay và chân gập trên hai khớp. Cổ chân có hai khớp cầu ở trên và ở dưới. Và đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho các bài review của con Amazomina đã 3 lần này. Và như mọi khi, vì đây là hàng bootleg cho nên là chúng ta sẽ không có phần đánh giá thang điểm. Nhưng mà nói chung là đây là một vài ý kiến của tôi về con hàng này. Và vào cái thời điểm mà tôi đang review con hàng này á, thì nói chung là nó vẫn đang ở một cái tầm giá phải gọi là rất là cao, tầm khoảng 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 gì đấy. Riêng với cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là cái mức giá này nó vẫn chưa gọi là hợp lý cho lắm. Tại vì cái giá tiền các bạn bỏ ra so với cái món hàng các bạn nhận vào được thì nó vẫn hơi gọi là chênh lệch quá là nhiều. Cho nên là tôi khuyên các bạn không nên mua con hàng này trong thời điểm này, và nên đợi cho nó khi nào mà giá của nó hạ xuống đến một cái mức nào đó mà có thể chấp nhận được thì các bạn nên mua. Còn thì đó là ý kiến của tôi thôi. Còn nếu như bạn nào thích quá thì cứ cân nhắc bình thường. Nhưng mà tôi khuyên báo trước là các bạn cần phải xử lý rất là nhiều khi mà làm con hàng này. Thì đó là như thế thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói cho bài review lần này. Nhưng mà khi hãy bấm đăng ký và bấm cái chuông để tiếp tục theo dõi những cái bài review mà kênh mình sẽ thực hiện trong sắp tới. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.